I gotta run. Radius has been defeated. I need backup. Kìa, đã bị bao dây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạc thì hãy ghé thử shop Shopee.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Hello hello everybody, annyeonghaseyo, sawadee cạp. Bà con bớt cái chữ đu câm giùm cái nha. Welcome to my channel chờ nếu cà phê nè. Cà đài mình TV của em nha. Phần dần quá không biết nâng chiêu nào. Chắc nâng chiêu 1 quá. Để làm chi bà con. Coi rồi bà con sẽ biết ha. Cái bùa này là cái bùa của ai? Chắc chắn phải của mình nữa các bạn. Chúng ta ở tôi me tôi canh tới chén luôn á, tôi canh thiệt chứ 30 giây tôi không dám lên, đợi 35 36 mới lên. Với cái tư tưởng, với cái niềm tin là bay lên xong đấm chiêu 1. Ủa đấm thường cái rồi dùng chiêu 1 giật về. Với niềm hy vọng là cẩu được cái bùa xanh của nó mà ai ngờ đâu. Lý thuyết nó là chuyện, thực hành nó là chuyện ha bà cô ha. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng những... Rồi xong luôn rồi. Anh rít nát sau một pha đi trộm chó thì đã bị quánh nhập viện luôn bà con. Răng hàm mặt đã nửng nộm luôn rồi. Không sao, nằm yên đó đi để mình trả thù giùm cho rít nát đi. Chỉ xuống. Chị đi quả tiễn đi. Trời tóc biến chi vậy bà nội. Thôi mấy anh dẹt coi cho em về địa phương cái mấy anh. Dẹt coi đi. Thôi nào. Đi tiễn anh. Tự tin vào đường cây cú chứ hả. Trời ơi bỏ đi anh ơi. Đi về farm đi cha. Trời là cha đầu. Anh em có làm gì đâu mà tao quánh dữ vậy nè. Nó vô mà thiệt chứ nó hoàng hoại một chút xíu là tôi quánh nó nhập viện liền bà con tin không? Tốt nhất là bà con đừng tin. Tại vì giờ đầu game tôi yếu xìu qua đấu đam đâu quánh nó nhập viện. Mình chỉ nói cho nó oai mởm vậy thôi. Nói cho nó oai mởm vậy thôi hà. Chứ không có gì hết á. Nói chứ cái vị tướng Phà Lạ này nè. Không biết làm sao thời gian vừa qua ít bạn sử dụng ghê ha. Mặc dù ngay tại cái mùa này, ngay tại cái phiên bản này, nó được búp sức mạnh các bạn. Cái gì vậy mẹ? Trời ơi mẹ là AD đó mẹ. Tao wow. Nó thích chơi support mà nào đẩy đưa qua AD vậy ta. Nó vô nhà tôi chơi giọng má đó bà con. Xong giờ nó nằm im ru luôn rồi. À mà nè các bạn ơi, chắc hẳn là nãy giờ các bạn thắc mắc và trầm trồ lắm đúng không? Các bạn thắc mắc là được biết chơi này không mà biết như thiệt và Penny. Ba cái đồ quỷ này hả? Nói ra thì sợ bà con nghĩ là mình nổ ha. Nếu mà mình nói thiệt với các bạn là tầm khoảng mà 3 chọt năm về trước á. Nay nhiêu tuổi? 20 mấy. Là em quánh con này là hơi bị gơ. Hơi bị gơ. Đúng rồi anh Nát Góc. Đúng nè. Trời ơi luôn á. Bởi vậy tôi nói là tôi sợ bà con nghĩ tôi nổ, nhưng mà thật ra tôi quăng lựu đạn bà con, chứ không phải nổ. Thôi xong. Happy New Year! What's your name? How are you? I'm fine, thank you and you. Thôi nè, anh bớt chạy luôn đi anh ha. Anh chạy cái quần đùi. Và thế là một pha đứt bồ kiều dành cho anh Phờ là thầu ô ta nói. Nó phè mà nó đẻ, nó đẻ mà nó phè. Thì thôi nhé luôn nha bà cô nha. Mình nói thiệt các bạn nha, các bạn mà chơi cái bị tướng Phà Lạt này nè thì không nhất thiết các bạn lúc nào cũng phải sử dụng và cái tư tưởng là mình dùng chiêu cuối mình phải bắt được nhiều người, từ 3 người, 4 người, 5 người thì lúc đó mới đẹp mắt được. Đừng nha các bạn, đừng. Never. Nhớ nha bà con, chỉ cần chúng ta me được người chủ lực của nó, chúng ta hút một cái chúng chủ lực thôi là các bạn sẽ khiến cho đồng địch nó bị thiếu combat liền. Nó thiếu đam, nó không combat được đâu các bạn. Chứ các bạn đừng có cái tư tưởng là mình phải bắt được nhiều người lúc đó mới hay, mới đẹp nha các bạn. Tại vì khó mà khi nào chúng ta có thể hên mà bắt được nhiều người lắm các bạn. Đây điển hình pha này, mình thấy cà phê ni đúng không? Bắt đầu mình cà khịa nó để cho nó mất tập trung. Đó, bắt đầu cái mình me nó nè. Nè, bây giờ mình bật chiêu cuối, mình chụp cái đầu nè, chụp hụt nè. Đó, cái bây giờ mình bị đập nè. Bị đập rồi sao? Mất quả cầu bằng xương thôi chứ sao. Đó, bây giờ là bắt đầu mình dùng chiêu một mình chạy nè, chạy hụt nè. Đó, bây giờ chạy qua chạy lại mất quả cầu bằng xương, mất chiêu cuối, mất chiêu 2, mất chiêu 1. Thí dụ mà mình có tốc hành, mình mất tốc hành luôn các bạn. Và nói chung là đem hết gia tài ra chơi mà không giết được bạn nào luôn. Bà nói thấy không? Đâu phải lúc nào mình cũng may mắn mình có mạng đâu. Trời ơi tôi khổ quá mà. Tôi đem hết gia tài luôn chơi luôn mà không được mạng nào luôn bà con. Thôi vậy cũng được rồi. Đúng không bà con? Mình là người đồng địch, mình là người đồng bọn chinh chiến mà. Cho nên là ai ăn được ăn ha. Mình nào có mình ăn chứ mình không đòi hỏi ha các bạn ha. À, với lại là bà con ơi, cho mình xin phép tâm sự bà con điều này chút xíu nghe. Thì bà con cũng còn nhớ cái clip ngày hôm qua mình đúc không? Không phải là tựa game Liên Quân Mobile mà là một cái tựa game khác. Và trong clip đó thì mình có nói nghiêm túc với các bạn luôn là mình không hề nhận BI hay là quảng cáo về cái tựa game đó, hay là cái tựa game đó trả tiền cho mình để mình quảng cáo cái game đó gù quên các bạn vô chơi. Không có nha các bạn. Mình nói thiệt với các bạn luôn á. Nhưng mà hôm qua giờ có khoảng tầm từ 10 cho tới 20 bạn là không tin tưởng mình. Các bạn nói là mình nhận tiền quảng cáo mình bị ai. Trời ơi nếu mà tôi nhận tiền quảng cáo tôi bị ai đó ba ông mới trai tôi giấu bà con làm gì tôi nói thẳng ra luôn chứ mắt ông mới trai giấu chim mấy ông đời. Nói thiệt luôn kìa bà con. Không phải em là fan dù quên vô kêu chơi bằng clip đội gió mấy ông nội ơi. Chứ không có bị ai em. Ôi buồn dễ sợ luôn á. Đây là mình chỉ gọi là tâm sự bà con chút xíu thôi. Nếu mà mình có nhận BI là mình nói thẳng các bạn luôn, chứ mình không có cái chuyện gì mà mình phải giấu các bạn làm gì cho mệt hết nè. Để giấu các bạn làm gì. Rồi nếu như các bạn lỡ một ngày nào đó các bạn nhận biết ra được mình nhận tiền BI quảng cáo này game này rồi, các bạn có còn mến mình không? Không, không bao giờ. Nói thật lòng của bạn luôn á. Đó rồi thôi, bây giờ mình chỉ nói ngắn gọn xúc and xích vậy thôi bà con ha. Ngắn gọn quá cũng tầm khoảng phút, gần 2 phút luôn rồi. Thôi bây giờ chúng ta tập trung vấn đề trận đấu nè. Hồi nãy giờ các bạn thấy là mỗi khi mà người của mình á, không phải là người của mình các bạn, cái chất tướng của mình á, trên người của chất tướng của mình nó có sấm sét á, thì mình đấm một cái là các bạn thấy mình được nhận cái lượng giáp ảo nhiều không? Quá trời nhiều luôn các bạn. Ủa mà sao nãy giờ tự hỏi tự trả lời hoài ta. Thì nói chung là đó là nội tại của ông Phà Lát đó bà con. Ê, cứ đủ nội tại bà con đấm thường một cái là nhận được cái lượng giáp ảo chà bá lửa luôn. Kèm theo đó là làm chậm người ta nha. Làm chậm hình như là 50% tốc độ chạy đó các bạn. Thế thì bây giờ để có thể đủ điểm nội tại thì chúng ta phải làm những gì nè. Các bạn chỉ cần chạy qua chạy lại thôi. Và còn nếu mà có thể là nhanh nhất á, các bạn dùng chiêu 1 cho mình. Các bạn lướt lên và các bạn lướt về thì mình chắc chắn lúc đó các bạn đã đủ nội tại rồi. Thì cái điểm nội tại là nó phía trên cái hồi máu đó các bạn. Các bạn mà đấm xong á thì các bạn sẽ được cái lượng giáp ảo đó. Rồi sau đó các bạn cứ chạy thì cái con số nó sẽ nhảy từ từ ha. Tối đa là 10 điểm và đủ 10 điểm là đủ nội tại nha các bạn. Đó, và đó là nội tại nha. Còn vấn đề tiếp theo đó chính là skill 1 nè. Skill 1 thì nó khá là đơn giản rồi các bạn ha. Mình dùng á thì nó sẽ lướt theo cái hướng chỉ định. Nếu chúng ta muốn dừng lại ở đâu thì chúng ta kích vô một lần nữa. Còn nếu muốn giật về dùng lại chiêu 1 lần nữa là các bạn sẽ giật về ha. Đó, thì mình nói ngắn gọn xúc and xích theo mình hiểu làm sao mình nói vậy thôi. Để làm chi? Để sau khi xem clip này nè, Bạn nào mà không biết chơi vị tướng này và các bạn có nhã ý là sử dụng nó để leo hạng trong thời gian sắp tới á, thì các bạn có một chút xíu kiến thức về cái skill của vị tướng này, các bạn chơi cho tốt hơn nha. Và mình nói thật lòng với các bạn luôn, nếu như một trận đấu nào các bạn thấy bên kia có một vị tướng xạ thủ và khó bắt cực kỳ, các bạn cứ bích cái vị tướng Flash này nè, là chuyên gia bắt những vị tướng xạ thủ chủ lực một cách nhanh gọn èn lẹ đó nha bà con. Rồi, bây giờ mình sẽ rồi, kiểu này là cãi lộn rồi, xì nhoi bển rồi. Nếu như mình đoán không lầm ha, theo cái kinh nghiệm mà 3-4 trận mình bị trừ uy tín một lần á, mình đoán không lầm á ha, là một là nói chung là ngoại trừ điêu xuồng á nha, một là nắc đốc nè, hai là thằng ma lốc, ba là hai đứa còn lại nó chửi điêu xuồng. Cái con điêu xuồng nó mới nói á, cái gì mày chửi tao hả, mày chửi tao hả, đó kiểu vậy bà con. Tao chửi mày đó mày làm gì tao, đó kiểu vậy bà con. Xong rồi đó là chuyện gì đến nó cũng sẽ đến đó, là nó một lại chạy ra miết 25 thẳng chủ đúng không? Gặp hoài à, gặp hoài à, bà con chơi bà con gặp mà đúng không? Trời ơi thực tế quá mà. Xong rồi, xong luôn rồi, mất đàn kết ở bên đâu bà con ơi. Rồi, xin phép các bạn, bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề skill của vị tướng này ha. Ở tiền nãy đã nói nội tại và chiêu 1 rồi, thế thì bây giờ chiêu 2 sẽ được những gì nè? Khi các bạn dùng chiêu 2 á, thì các bạn sẽ liên hoàn đấm lên phía trước. Cái thằng nào mà đứng trước mặt các bạn á là liên hoàn đấm luôn, đấm nâu con mắt nó luôn bà con. Cái lượng đam là không hề yếu ngang. Và đặc biệt, nếu các bạn sử dụng chiêu 2 mà trúng đồng địch, các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong 2 giây. Và cái điều này nó hết sức là cần thiết khi mà các bạn dùng combo kill để combat tổng nha. Lý do tại sao mình lại nói vậy nè, vì khi mà các bạn sử dụng chiêu cuối á, thì tốc độ di chuyển của các bạn nó rất là chậm nha các bạn. Trời ơi, nhớ đánh thượng cái nha các bạn, rồi mới dùng chiêu 2 nha. Vì sao? Vì khi các bạn chọn cái bu đồ tương tự như mình là cái gươm tận thế, thì khi các bạn sử dụng skill là cái đòn đánh thường kế tiếp của các bạn sẽ ăn đam rất là nhiều. Cho nên các bạn phải đánh thường, và đặc biệt là cái nội tại của vị tướng Flash này nữa. Các bạn đánh thường trước một cái á, mà các bạn đã đủ nội tại đúng không? Thì các bạn sẽ được những gì nè? Nãy mình nói rồi đó bà con nhớ không? Đó là được giáp ảo và kèm theo đó là làm chậm tốc độ di chuyển người ta ha. Nhớ nha các bạn, muốn bắt một ai đó dùng chiêu 1 lao thẳng tới nó mà có nội tại rồi đấm thường một cái rồi hãy bật chiêu 2 nha. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được vậy đâu các bạn, vì có rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta không thể nào sử dụng kịp như vậy đâu, và bắt buộc nếu mà cùng lắm á, là bay chiêu 1 vô một cái ha. Nếu mà may mắn hơn á, các bạn là đánh thường được cái là cái nhất, cái thứ hai là dùng đại chiêu 2 để được tăng tốc độ di chuyển, sau đó dùng chiêu cuối để dí chủ lực đấy ha. Cho nên là tùy tình huống thôi nha các bạn, và những cái tình huống đó rất ít xảy ra. Rồi, không để cho các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ở thì đây là cái bu phù hiệu mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay nha các bạn. Chủ lực đó nè, mình sẽ đánh thường trước một cái nha, rồi sau đó mình dùng chiêu 2 nổ ma chú chết nó luôn bà con. Bây giờ mình dùng chiêu cuối bạn xem nè, các bạn thấy không, mình chạy chậm rất là chậm luôn. Nhưng kết thúc 2 giây đó rồi thì tất cả những đồng địch nào mà nó đứng trong cái phạm vi chiêu cuối của mình nó sẽ bị hút lại hết nha các bạn. Nó cho nên là nếu mà được có thể á, thì các bạn nhớ đánh thường một cái bật chiêu 2 để được bật chiêu 2 cái rồi các bạn lấy được cái tốc độ di chuyển rồi đó, là nhanh hơn chút xíu. Các bạn bật chiêu cuối các bạn dí nó, nếu mà có tốc hành thì sẽ càng tốt nha. Các bạn dí chủ lực là nó khỏi chạy được luôn á. Ở thì đây là cái bu phù hiệu của mình nha các bạn, mà chủ nè, còn ở 2 nhánh phụ là thành khởi nguyên ha. Còn về vấn đề bu ngọc á, thì ngọc đỏ là 10 viên công phép xuyên giáp phép, ngọc tím 7 tốc đánh tốc chạy, 3 công phép hút máu phép ha, ngọc xanh là 10 tốc đánh xuyên giáp phép. Và còn đây là bu đồ của mình nè, các bạn nhớ giúp mình cái slot thứ 2 đừng lên hoàn chỉnh nha. Sau khi các bạn đã chọn cái slot thứ 5 là quả cầu băng xương xong rồi đó, quay về cái slot thứ 2, các bạn lên cho mình là cái băng nhẫn sa đi gì đó, tiếng Anh nhớ bà con, là lúc đó các bạn sẽ cực kỳ mạnh luôn. Rồi tí xíu nữa 8:45 mình livestream Nonolive, mình sẽ chơi tiếp cái vị tướng Flash này. Bạn nào mà đam mê chơi vị tướng này xíu nhớ qua xem ủng hộ mình ha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn, vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip ủng hộ mình nè. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Bà con ơi, bà con ơi, bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone 9 hãng thì bà con hãy đến với lại Tân Voi Shop, shop điện thoại của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Hiện tại đang trả góp 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, trả góp từ xa không cần tới luôn. trả góp thẳng trên web luôn, mà trả góp mà không cần gọi người thân luôn. Nói chung là việc hồ sơ nhanh nha, quẹo lửa luôn bà con cô bác ơi.